Bánh lọt hay bánh canh nội lọt rồi ha. Mình xin mến chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Thì hôm nay vợ chồng mình không có đi bắt cái này cái kia, không có giăng câu cả nhà, không có bắt sò nha, mà ở nhà bà nội làm bánh canh ăn cả nhà ơi. Rồi sẵn mình quay cho cả nhà xem luôn bánh lọt. Đây là bột. Bột gì nè? Bột củ năng. Bột gạo với bột củ năng. Nè. Mày cũng cả nhà. Pha nước nước bằng nước nóng nha. Mày nói mình sẽ pha bột bằng nước nóng cả nhà. Mẹ mình thì hay pha bột bằng nước nóng lắm á cả nhà. Nói như vậy bột ngon. Mẹ cha mấy ông xuống gì kìa. Ta sẽ pha mà bột như này cả nhà, nước nóng nè, thành cho nó thành một khối bột lại với nhau nha. Hôm nay nhà mình sẽ nấu bánh canh với lại thịt gà nha. Đây gà ác nha cả nhà. Nhà mình á nuôi gà ác không à, tại vì gà ác á ăn có ăn lên thuốc lắm nha cả nhà, nên nhà mình nuôi gà ác không à, để dành mà lâu lâu cái mình không có đồ ăn cái mình bắt con ra mình mần mình ăn cả nhà. Mới vừa mần sạch sẽ luôn đó, giờ mình sẽ chặt ra, chặt cục ra đằng mà nấu bánh canh nha. Cho miếng dầu ăn vô bột nha cả nhà. Hồi mà bóp giò giặt cho xong mẹ mình đã thành khối bột rồi nha cả nhà. Bây giờ thì bắt đầu sẽ giò cộng bánh canh nha. Ủa bánh lọt nha. Bánh lọt này mình không có vô khuôn cả nhà ơi, bà mẹ mình giò như vậy nè. Tại vì ít đó cả nhà, mà vô khuôn cái nó dính khuôn hết một phần rồi. Nên mẹ mình sẽ giò như vậy luôn á. Trời vậy ngon. Ở trong khi mẹ mình giò thì mình sẽ đi bắt nồi nước súp lên nha. Trong khi chờ đợi mẹ mình xe bánh lọt thì mình bắt nồi nước lên nha cả nhà ơi. Cái nồi đã nóng rồi nè, mình cho mỡ vào nha. Nhà mình thì ăn mỡ cả nhà, ít ăn dầu lắm, dầu cái gì chiên bánh mà không à. Ông bà ơi, xem cái dĩa bánh lọt nào. Anh Hai Ken mời ông bà lại xem cái dĩa bánh lọt của anh Hai Ken với bà nội giò nha. Mình chưa dùng cái nào nữa. Gì đó hả? Bà
Ủa, này... một dĩa luôn nhiều vậy? Mấy cái này là con làm không nè, mấy cái gì, mấy cái xấu xấu này con làm không rồi. Vậy đó hả? Con làm con cũng biết con làm xấu luôn. Nhiều quá rồi đó nội, con thấy nhiều vậy nội. Hết không? Nhưng mà này nội nói chưa đủ ăn. Chưa đủ. Ê, mình bắt mình quay trở lại cái chảo dầu mỡ của mình nha. Nóng rồi cả nhà ơi. Cứ một tay thôi. Gà. Trời cái gà nó săn nó thơm lại. Trời ơi nó không, cái mùi tỏi nó thơm quá. Nhà mình mà nấu bánh canh mà phải nấu bằng cái nồi này á cả nhà. Ăn bánh thì phải làm mới đủ ăn, có thể nào mà mua mà đủ ăn được. À, mình sẽ cho nước vào. Thịt xăng là cái mình cho nước vào nha cả nhà. Mình dặn vô đây một miếng muối với miếng bột ngọt cho nước nó rút vào thịt cho ngon ha. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại. Chờ nước lèo sôi nha cả nhà. Chờ nước súp mình sôi cái bà nội sẽ cho bánh lọt vào. Nay chiều nay bà nội đã ăn bánh lọt và ác cũng muốn chịu ạ. Ừ. Cho bánh vào nha. Nước lèo rồi đã sôi thì nước súp mình sôi rồi thì nội bắt đầu thả bánh vào nha cả nhà. Con sẽ làm bánh. Con đang làm bánh rồi ta cũng tạt bột chín bột. Cháo này sao tinh tí vậy? Cái kia nó nhão bột. Mẹ nó đã ở bên nào bánh này nè. Bánh này xíu. Đưa đi đũa. Ngồi xíu nè mẹ. Cái bánh này xíu à. Ừ. Bánh nào to. Đây, giây phút cô. Nhiều ly chan cháo. Cái đó sẽ hụt lụ như nha cả nhà. Yeah. Mà rí với hành lá nha. Trộn đều lên thôi. Wow, vị lớp giảm quá à. Cái nhà giảm luôn sức chay đó. Ông bà ơi, vô nhà gọi đi. Nồi bánh canh chưa? Nồi bánh canh y chang nồi nước lèo luôn. Cái nó nhớ cái tiếng đầu tiên của con luôn đó. Bánh lọt của mình đã xong nha cả nhà. Cả nhà bánh lọt với gia đình của mình nha cả nhà ơi. Cả nhà ăn bánh. Trời, cái dầu bánh lọt mặn, bánh lọt gà hát nha. Này. Luôn coi cà còn bánh nó trong này cả nhà. Mà mấy cái củ cà gót này chặt chặt ra nó vẫn giòn. Chặt chặt ra nó vẫn giòn phải không? Ừ. Ngon không? Ngon. Dẻo dẻo chịu chịu. Dẻo sực sực luôn mới chịu à. Đây là tô của anh chồng mình. Đây là tô của mình nha. Ủa cha mày không mời. Ông bà đi quyết nè ông bà. Đâu quyết đâu, không quyết đâu. Đây nè. Ngon quá. Phú. Cơm dữ vậy? Nóng. Nóng hả? Ổi nguội nguội đi nè. Mẹ ăn đi mẹ. Chồng mình sao ngồi xa quá vậy? Mẹ ơi mẹ ăn đi. Ờ từ từ. Đi quay mới được ạ. Hai nàng bước này nè. Tô của mình nha. Cha mày có niềm tiêu gì thêm không? Cái này là những cái cục này nè cái nha. Để gì đây? Ông bà cái đó là cái cục của con làm á. Ông bà nhìn cái cục của con làm nó dính kìa ông bà. Ừ. Dạ bác. Đây cả nhà tô bánh canh của mình nha. Mình nói lại trong chất lượng hảo hạng luôn cả nhà ơi.
chết lũ ngay. Ô ô nó sáng nó sáng nó ra gì nè. Em đi làm để nó con làm thì để con tính làm mà. Con làm y chang cái tội hát con làm dài tuốt. Bà nội ngồi cháy nắng bà nội quá vậy bà nội. Để khóm vậy luôn. Rồi chảnh gầm mà không vậy. Hả? Thôi tao đây nè. Dạ bự. Chị bự liền hết được rồi. Thá sim rồi, không nạp tiền thá sim rồi, không thợ có ai á. Mời cả nhà ăn bánh lọc với mình nha cả nhà ơi, coi nè. Cô bánh lọc cả nhà. Thôi đừng có tí nữa. À, phỏ mắt luôn. Hành tiêu. Cay quá. Thế cay cay nha cả nhà. Đây. Cục thịt gà ác nha. Ai sao lưỡng, rồi. Lấy sao mà cạp vậy? Nóng quá nha. Quá mà nóng. Nóng quá. Bởi khi á là vợ chồng mình đi bắt này kia không à. Ít cái được hưởng thụ ăn uống lắm cả nhà. Hôm nay mới được ở nhà hưởng thụ ăn uống. Rồi nồi đã ăn bánh lọt mặn luôn. Nó bớt quà vậy nè. Cái khóm có múc ra rồi kìa. Để nguội mới ăn được chứ. Nó hết mình không thiếu phần được. Nước ngon. Chai lắm nè, chị nhớ ăn không được. Thành viên không thiếu trong gia đình. Ẩm lệ hội chắc đáy ngu quần quá. Thành viên ơi. Thành viên à. Này cay rồi. Đây nè. Của thành viên đây. Không có thiếu được. Đây cái muỗng này đây, cái muỗng của anh coi chừng cũng cay đó. Cho bé khóm ăn nha cả nhà. Ông bà có bé khóm ăn nè. Rồi chàng ăn hết cục rồi. Rồi xong. Cha đút vô này chắc cha no không quá. Nó nghĩ luôn, nó nghĩ ăn quá. Mẹ con làm nè ông ba. Ừ, đâu. Cái nhà dính cái cục này nè. Ừ, thấy rồi. Con làm cái cục nó dính lại. Ừ. Thấy gớm. Ê, hồ thả họng rồi kìa. Trời ơi. Hả không hoài mà cái cục bánh canh chưa được vô tới miệng đó kìa, coi chép kìa, cỡ đó luôn đó, dài quá vậy, dài quá cỡ nha, chơi dài nhá, sao thơm ơi thơm bé khóm rồi, ông bà ăn bánh lọc với bé khóm nha ông bà ơi. Đã quá ông bà ơi. Cái này sao trắng được ta? Ngon quá. Nước không nhé, trắng ra từ từ, cái nhìn nhẹ ra nó ra chứ gì. Nước được ra rồi mẹ. Ừ. Chiều, gia đình mình quay quần bên mâm bánh lọt cho cả nhà. Cái mâm thì nằm đây nè. Tôi không có gì hết trơn á, bưng ra hết trơn rồi. Bữa nay nó bưng rồi. Đi bánh. Ừ. Mấy cái con, ấy cái của con làm nó dài thon. Ngon không? Nãy giờ chưa ăn. Nãy giờ chưa ăn con thịt gà ác cho nó gì ăn. Tiêu đó. Ờ. Mời ăn bạn thịt gà ác rồi. Mẹ ông bà ăn thịt gà ác chứ con. Ôi cạp luôn. Còn bánh lọt nó dai quá, ngon rồi. À, hồi nãy ăn dây nguôi lúc nguôi một cục. Ừ. Nhiều khi mình đi ăn tiệm cũng có cả nhà mà người ta mần á, cái cọng bánh của nó không có dai, bở quá. Thịt
Dạ, đúng là con gà, nó vô con ác luôn. Đâu như ác đâu. Ăn vào nóng vô con ác rồi đó. Tại mình mới nấu nó nóng. Cái đây thừa. Cái cây với con gà ở đấy. Ngon dữ vậy ta. Xé thịt luôn. Ngon không? Quá ngon luôn. Hầm gà mềm dễ ăn mà. Còn đúng cái xương. Ôi, gà còn cái xương không vậy đúng đó hả? Hầm ăn. Dữ ta, không có răng nào cũng cạch dữ quá ha. Em hai hết chưa? Còn hả? Ăn được hết không vậy đâu. Nó vô một xương. Bộ. Đi xuống tối đi em không thấy đường chạy kìa. Đi bỏ đi đường nào? Đường này nè. Mãi đi mặn cái gì phải nãy đâu có gặp nè. À. Con gái đi tới đi luôn, cái chồng có đi tới đi luôn nè. Ngon quá. Lúc không kịp chép miệng ghê vậy. Dài quá nè. Còn miếng dính chấm kìa. Cha đút bếp khóm là cha nghỉ ăn luôn. Không kịp bếp khóm ăn mà có đâu tới cha ăn. Vừa đút vô kẹo qua kẹo lại hai cái là nuốt rồi. Từng nhai. Ôi ơi, húp hết rồi đó hả? Nữa không? Nữa không? Nữa ha. Rồi anh ba sẽ yêu cầu xin nữa nha. Ăn mà coi là chảy nước miếng luôn. Phở đó luôn đó ông bà. Ôi ý, cười cay. Hai bữa ăn ngon quá tài luôn đó. Hết giờ. Anh hai hết chưa hết tô hả? Anh hai chưa hết tô chứ anh ba hết anh tô rồi đó. Ngay đàng hoàng vô. Nó nhỏ nhưng mà có vỏ. Ừ, nhỏ nhưng mà có vỏ. Rồi xuống tô của mình cho nhà. Đây, tô của mình. Làm cục thịt gà cả nhà ơi. Đây. Ngon quá. Dài quá, nhài không đứt. Gà ác này cũng ăn là tơ. Bởi không có da dữ, gà không có cứng. Mềm. Dài quá hả nha. Cái này làm một cái năng nhiều cái dài. Dạ. Yeah. Ăn chảy mồ hôi. Cái khóm nhìn cái quạt hết rồi. Cái khóm là vua của cái nhà này mà. Cha mới là vua. Không có một gió cha cử. Mẹ mới là sư tử. Mẹ mới là vua của nhà này nè. Mẹ mà đóng lên mẹ là sư tử, là chú tử xa lâm. Xa lánh thông điêu đang nhâm. Nó nói mình là sư tử luôn, nó mới chịu. Nên mẹ nấu như sư tử. Nghỉ hả Khóm? Không ăn nữa hay vậy nghỉ hả? Nghỉ chưa? Nghỉ đi, để nó nhai đi từ từ. Mình nói nữa không nội? À, nghỉ rồi nha cả nhà. Dạ, ăn nữa tối rồi. Còn có chích nị rồi nó nội. Thôi kêu vô cái tô đó đó, vô tô nội lại. Rồi nha cả nhà, thì bà nội cũng đã xong nha.
Thì bữa cơm chiều của mình cũng đã xong nha cả nhà. Bữa bánh lọt nấu gà ác mình thưởng thức rất là ngon nha cả nhà ơi. Thì bây giờ cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đón xem video ủng hộ cho gia đình mình nha. Bà nội sạch tô luôn. Bây giờ video mình ở đây sẽ được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video lần sau nha cả nhà. Chào cả nhà, cái này bé khóm nè. Chào ông bà.